Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Sư Huynh. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Giáo chủ Kaka, giáo chủ Kaka. Trong đáy lòng truyền tới tiếng hô hoán rất nhỏ. Lý Trường Thọ đang bưng chén rượu hơi nhíu mày, dặn dò hai câu đối với Linh Nga bên cạnh, liền lặng lẽ rời khỏi đan phòng. Từ cùng nháy mắt mấy cái, buồn bực nói. Tiểu Trường Thọ đi làm cái gì thế? Linh Nga vội nói, sư huynh làm chút món ăn mới. Món ăn mới. Tiểu Cửu cười hi hi một tiếng, vỗ bụng nhỏ có chút căng lên nói. Đi theo Trường Thọ là tuyệt nhất, ăn ngon uống sướng, chơi vui cũng không thiếu. Thật nhàm chán khi tu hành một mình. Linh Nga cười nói không chừng, sau ngày hôm nay, sư tổ nhà bọn ta sẽ dọn đến nhà đến phá thiên phòng đấy. Tiểu Cửu nghe vậy hai mắt tỏa sáng chạy tới ôm Linh Nga hò reo một hồi, làm người bên cạnh không rõ ràng cho lắm. Lại nói sau khi Lý Trường Thọ cảm nhận được phần thần niệm đưa tin của Ngao Ất, lập tức phân ra một chút tâm thần lên bên trên tượng chủ thần tại An Thủy Thành. Vị nhị giáo chủ này, ấn theo phong tục của Long tộc, sẽ không phải là 3 tháng không ra khỏi phòng sao. Hiện tại sẽ không phải là ôm mỹ nhân trong ngực sau đó đi tới bên kẻ còn trinh như hắn để khoe khoang đó chứ. Lần này thật đúng là không phải như vậy. Ngạo Ất lộ rõ vẻ lo lắng sau khi gặp Lý Trường Thọ trong mộng nghiêm túc nói thẳng. Giáo chủ Kaka, ta vừa mang Tư Tư trở về Kim Ngao Đảo. Bây giờ người trên Kim Ngao Đảo đều đang đồn. Nói là ngươi mê hoặc Triệu Công Minh sư thúc, có ý đồ kích động tranh chấp giữa phương Tây cùng với Tiệt giáo. Lý Trường Thọ nhíu lông mày lại, mỗi lần phương Tây giáo có xuất thủ ngược lại đều là có chút hàm lực kỹ thuật. Lý Trường Thọ cười nói, đây chỉ là lời đồn mà thôi, ngươi không cần phải quá lo lắng. Đã có mấy vị sư huynh muốn đến bên trong miếu Hải Thần tìm ca ca ngươi hỏi ý, đã bị ta cản lại. Ngạo Ất thấp giọng, giáo chủ Kaka, ngươi bị người chỉ trích, có lẽ đây là do bọn hắn âm thầm ra tay. Phải làm sao mới ổn đây? Yên tâm. Lý Trường Thọ ấm giọng, để ta nghĩ biện pháp đối phó vấn đề này, ngươi không cần sốt ruột. Nếu thực sự có ảnh hưởng xấu, cùng lắm là mời Triệu Công Minh tiền bối ra mặt làm sáng tỏ. Ngạo Ất lập tức ngẩn ra, vị tiền bối này thế nhưng là nói mời liền có thể mời. Không thì sao? Lý Trường Thọ cười nói, ngươi cho rằng vì sao ngày đó những hung nhân kia lại rút đi? Lúc đó mấy vị đệ tử thánh nhân bên kia muốn đi đến Long Cung diễn trò, chẳng qua là bị ta mời Công Minh tiền bối cản lại. Đại khái cũng bởi vậy nên mới có lần tính toán này. Hai mắt Ngao Ất chớp động, mặt lộ nét hổ thẹn, cúi đầu. Kaka, lại là đại ân của giáo chủ, xin nhận lễ khấu đầu của Ngao Ất. Chớ có hành lễ. Lý Trường Thọ đưa tay lên đỡ, trong đáy lòng đã có đối sách nhân tiện nói. Việc này ngươi không cần quản nhiều. Nếu như tiên nhân tiệt giáo muốn tìm tới, liền để cho bọn hắn tới An Thủy Thành. Ta sẽ chào đón bất cứ lúc nào. Ngạo Ất lập tức gật đầu đáp ứng lại vội vàng rời đi. Chặt đứt thần niệm giao lưu trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ. Kỳ thực hắn cũng không có bình tĩnh như biểu hiện trước mặt Ngao Ất. Lúc chọn Linh Thảo mới ở trong Linh Thảo Viện, trong đáy lòng đang không ngừng suy tư nên ứng đối việc này ra sao. Phương Tây đã đổi chủ rồi, một trưởng mềm mại này làm cho hắn vô cùng thụ động. Tầm nửa ngày sau, 6 vị tiên nhân tiệt giáo thực sự đi đến An Thủy Thành, trực tiếp hướng về miếu Hải Thần. Dẫn đầu còn là một vị nữ tiên nhân cảnh giới Kim Tiên. Lúc này bữa tiệc lầu trên Tiểu Quỳnh Phong đã kết thúc. Linh Nga Tửu Cửu cùng với Hồng Đinh Đị đã đi đến phòng bài bạc chơi đùa. Sư phụ nhà mình đang đả tọa tu hành bên trong đan phòng. Nhà tranh bên hồ vẫn là không có động tĩnh gì, xung quanh được canh gác nghiêm ngặt. Lý Trường Thọ lắc đầu nhắm mắt ngưng thần, tâm thần đặt vào miếu Hải Thần khởi động một cỗ đạo nhân giấy. Liếc nhìn tranh sơn phỉ treo giữa sảnh nhà mình, ứng đối thế nào đã là có lòng tin. Đối với loại tình hình trước mắt này, Lý Trường Thọ sớm đã có suy luận.
Hơn nữa thời điểm xảy ra sự việc muộn hơn nhiều so với dự kiến của Lý Trường Thọ. Âm thầm châm ngòi tiên nhân tiệt giáo đối phó với hải thần Nam Hải có bối cảnh nhân giáo. Đây cũng không tính là mưu lược cao minh gì, ngược lại càng giống như là đối sách, cũng chứng minh Tây Phương giáo đã bắt đầu nhìn thẳng vào ảnh hưởng của hải thần đối với Long tộc sự tình. Thừa dịp sáu tiên nhân tiệt giáo đến hỏi tội còn chưa tới, Lý Trường Thọ dùng tiên thức quét mắt nhìn các nơi Tiểu Quỳnh Phong. Cũng không biết quả gieo xuống ngày hôm nay, tới năm sau sẽ có thêm bao nhiêu tiểu sư thúc. Dày vò lâu như vậy, câu chuyện của đôi đạo lữ Phú Quý và Ngạo Kiều Sư Tổ cuối cùng cũng lắng xuống. Lý Trường Thọ cảm nhận được đầy đủ làm đạo lữ của những người có tính cách không bình thường này là phiền phức bậc nào, khó khăn cỡ nào. Đây còn là hai vị thần tiên có cơ sở tình cảm mấy ngàn năm. Hơn nữa cuối cùng, Tiểu Sư Tổ còn quả quyết đẩy ngang. Thôi, không đề cập tới cũng được. Tính toán việc này còn không nhẹ nhõm bằng đấu trí đấu dũng cùng với Tây Phương Giáo. Quần thần mặt ngoài cùng với Ngọc Đế xưng huynh gọi đệ cùng với Long tộc. Thuận tiện đưa vào sự tình này còn có thể ước lượng được lương tâm của chính mình rốt cuộc đáng giá bao nhiêu công đức. Sáu vị tiên nhân tiệt giáo kia đã đi đến phía nam An Thủy Thành hơn 100 dặm. Đạo nhân giấy lão thần tiên đứng dậy bưng phất trần nói một câu, đóng miếu, nghênh đón khách quý. Ở bên ngoài hậu đường, lập tức có thần sứ trả lời, chạy đi làm việc. Nửa canh giờ trước, đại miếu đã dừng tiếp đái khách hành hương, lúc này chỉ là mời khách hành hương còn lại ra ngoài. Sau đó đám tráng hán này đi ra bên ngoài hậu đường, một đám tản ra khí tức hùng hãn. Những người bạn tuyệt vời như Triệu Đại Gia đã đến rồi, nơi này có rượu ngon trà ngon. Giống như là đối với sáu vị tiên nhân chưa từng gặp mặt, đến đây hưng sư vấn tội ở nơi này, còn có một đám tráng hán cường tráng đang chờ đợi. Nghiêm túc lên! Nhóm vu nhân hùng trại trông coi ngoài cửa cười đùa vài tiếng, bên trong miếu hải thần lập tức tràn đầy khí tức cơ bắp vui sướng. Sáu vị tiên nhân tiệt giáo kia đã xuất hiện trong không trung. Lý Trường Thọ cưỡi mây bay lên, chủ động nghênh đón. Cổ hóa thân này mặt mỉm cười vô cùng hiền lành, cho người ta một loại cảm giác như thế sự xoay vần, coi nhẹ mọi thứ. Tự nhiên đây không phải là coi nhẹ mọi thứ, không phục thì thử một chút, mà là một loại ý cảnh coi nhẹ mọi thứ, không tranh, không đoạt. Đây cũng là một lớp ngụy trang bằng vào cổ hóa thân này cho đối phương một loại ấn tượng ban đầu. Hải thần Nam Hải chính là một lão giả, yểm hộ bản thể của chính mình. Lý Trường Thọ bay đến không trung, sáu người liếc nhìn nhau. Thiếu nữ mặc váy ngắn vàng nhạt chủ động bước về phía trước nửa bước, đứng trước người năm người khác. Hiển nhiên, nàng là người có thể chủ trì. Không cần phải nhiều lời về khuôn mặt của thiếu nữ này, có thể đến cảnh giới kim tiên, trừ phi là có yêu thích đặc thù, phần lớn đều là hoa nhường nguyệt thẹn. Làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, thật là trang phục thiếu nữ này khác với phần lớn luyện khí sĩ nữ. Váy ngắn, giày vải, tay cầm hoa, vòng tay, mái tóc dài buộc thành hai cái bánh bao hấp tạo cho người nhìn cảm giác không lớn lắm. Nhưng uy áp phát ra từ trên người nàng thực sự là kim tiên, còn không phải kim tiên bình thường như là hư không trưởng môn Quý Vô Ưu nhà mình. Nàng cũng được coi là nhã nhặn cau mày. Đạo hữu chính là hải thần Nam Hải sao? Là ta. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Ta đã biết các đạo hữu tới đây vì chuyện gì, còn mời đi vào trong miếu với ta. Lại nghe ta giải thích vài câu. Nơi đây dù sao cũng là thế tục, làm cho phàm nhân kinh hãi tóm lại là không tốt. Thiếu nữ cảnh giới kim tiên này nháy mắt mấy cái, đột nhiên chỉ vào đường phố vẫn sống động như thường ở phụ cận miếu hải thần. Bọn họ giống như là bị hù dọa sao? Lý Trường Thọ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phàm nhân ở các nơi nên làm gì thì đang làm cái đó. Cũng chỉ có vài đứa trẻ con, một số ít khách hành hương từ đằng xa nhìn lên bầu trời. Đối với sự tình miếu hải thần thường xuyên tiếp đón tiên nhân, đám người An Thủy Thành đã thành thói quen từ lâu. Lý Trường Thọ xấu hổ kêu một tiếng nói, Thủy Trung vẫn là không quá thỏa đáng. Thiếu nữ còng miệng, theo ta thấy là trong lòng đạo hữu có quỷ. Người đã biết vì sao chúng ta ra đây, vậy thì ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là có tính kế đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo của chúng ta hay không? Lý Trường Thọ cau mày, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy, ngươi và ta không bằng đi đến hậu đường,
có một số lời không tiện nói ở đây. Nếu trong lòng không có quỷ, tại sao phải trốn tránh nói chuyện? Thiếu nữ này hơi nhíu mày, nhìn chăm chăm hai mắt Lý Trường Thọ. Ngươi khẳng định đã tính kế công minh sư huynh. Đối với chuyện này, hắn dám phát ra lời thề, ngay đó đúng là Triệu Công Minh tự nhảy vào trong hầm. Hắn vốn dĩ chỉ muốn thuyết phục Hoàng Long chân nhân, ai biết được Triệu Công Minh nhiệt tình như thế, cảm xúc dâng trào, hô hào tam giáo là người một nhà, nhảy thẳng xuống đáy vực, còn nằm xuống. Nhưng lúc này Lý Trường Thọ chỉ có thể lừa dối đối phương trước rồi lại nói chuyện ở đây thực sự dễ dàng bại lộ một ít tin tức. Lý Trường Thọ khẽ nói, đạo hữu nói ta tính kế công minh tiền bối, vậy thì có vật chứng, nhân chứng gì không? Thiếu nữ có chút không hiểu, vật chứng nhân chứng là gì? Chính là người hoặc sự vật chứng minh việc này. Ta nghe thấy người trên đảo đều nói như vậy, tự nhiên không thể là giả. Thiếu nữ váy vàng này ưỡn ngực, ngẩng đầu, ngược lại là tự tin ngoài ý muốn, lãnh đạm nói. Cũng không thể có người tung tin đồn thất thiệt, tính toán một giã thần hương hỏa như ngươi. Tây Phương giáo và Tiệt giáo chúng ta đều là đại giáo trong thiên địa, còn ngươi thì làm việc cho ai? Nghe lời này, Lý Trường Thọ không hề tức giận, thậm chí có chút muốn cười. Đối phương có thể nói ra điều này, còn nói rõ ngụy trang tiềm ẩn của chính mình coi như đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, những lời này của đối phương đã bại lộ quá nhiều tin tức. Sáu vị tiên nhân này hẳn là quần chúng buôn dơ lê, Kim Ngao đảo bị kích động, ngay cả liên quan giữa Hải Thần giáo và Nhân giáo cũng không biết, liền vội vã chạy đến hưng sư vấn tội. Loại người này theo nghĩa thông thường không khó để lừa dối. Nhưng hổ vô thỏ còn dùng hết toàn lực, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không giữ lại hay nương tay. Lý Trường Thọ cười nói, luận theo hầu, ta cũng coi như là kẻ bên người bên trong Nhân giáo. Nếu các vị không biết việc này không bằng, hãy đi các nơi tìm hiểu một phen. Là người bên trong Nhân giáo. Lý Trường Thọ cười không nói, trên mặt người lưu chuyển một chút đạo vận. Sắc mặt của mấy vị tiên nhân Tiệt giáo này lập tức có chút biến hóa. Vô Vi Kinh cùng với Thái Thanh Đạo Hàm vốn là cùng một dòng. Cái trước là công pháp đơn thuần, cái sau ngoại trừ là phương pháp tu hành, còn có rất nhiều luận điểm của thánh nhân. Xét về giá trị tự nhiên là Thái Thanh Đạo Hàm, Đại Pháp Sư tặng cho chân quý hơn. Những gì mà Lý Trường Thọ thể hiện lúc này chính là một chút đạo vận tu ra từ Thái Thanh Đạo Hàm. Đây cũng là bằng chứng chứng minh mình là đệ tử Nhân giáo. Thiếu nữ váy vàng kia hơi nhíu mày, một vị nam nhân trung niên bên cạnh chắp tay cười nói. Trước đây là chúng ta có chút lỗ mãng, không biết đạo hữu cũng là đạo môn nhất mạch, còn xin đạo hữu chớ có buồn phiền. Lý Trường Thọ cười ôn hòa, lúc này các vị đã có thể đi vào bên trong nói chuyện rồi chứ? Đương nhiên. Thiếu nữ váy vàng hừ tiếng nói, dù là ngươi là người bên trong Nhân giáo, nếu như thực sự tính kế công minh sư huynh, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Hả? Tại sao là giọng điệu như thế? Lý Trường Thọ tò mò đánh giá thiếu nữ tính tình có chút ngang ngược này vài lần, hẳn là khả năng đại khái. Đây là tình duyên của Triệu đại gia. Vừa nghĩ tới bộ dáng vạm vỡ, bộ râu quai nón của Triệu đại gia, lại nhìn vị thiếu nữ này. Đây là Hồng Hoang, đã sớm không thấy kinh ngạc. Lý Trường Thọ quay người dùng tay làm dấu mời, phất trần quét qua mang theo 6 người đi xuống phía dưới. Những tráng hán lực lưỡng xếp hàng hai bên đồng thời ôm quyền hành lễ, động tác đều rất có uy thế. 6 vị kim tiên Kim Ngao đảo nhíu mày, 5 người khác đều đi theo phía sau thiếu nữ áo vàng, cùng nhau tiến vào hậu đường. Vào cửa Hải Thần giáo của hắn, mọi thứ liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lý Trường Thọ dẫn đường phía trước nhẹ nhàng hất phất trần lên, ánh mắt của mấy người theo mũi phất trần liền rơi vào bên trong bức tranh sơn thủy kia. Bọn họ đều là đệ tử Tiệt giáo, thiếu nữ mặc áo vàng kia còn từng nghe thánh nhân giảng đạo mấy lần. Vào giờ phút này trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần dáng vẻ khiếp sợ. Không chỉ là thiếu nữ áo vàng, 5 người khác cũng đã nhận ra kiếm ý bao hàm bên trong bức tranh sơn thủy này cùng với nét vẽ vô cùng quen thuộc kia. Đây là... 6 tiên liếc nhìn nhau đều thấy được sự kiêng kỵ trong đáy mắt của 5 người còn lại. Thiếu nữ mặc áo vàng kia nhẹ nhàng nhíu mày, lại là trực tiếp hỏi. Ở chỗ của ngươi tại sao có họa tác của thánh nhân lão gia nhà ta?
Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng nói, một vị bạn tốt tặng cho. Sáu vị tiên tiệt giáo lập tức suy nghĩ miên man bất định. Lý Trường Thọ cười, xin mời các vị đạo hữu nhập tọa, muốn hỏi sự tình gì, ta sẽ giảng kỹ cho các vị. Cũng mời các vị đạo hữu nói việc này cho các vị đạo hữu trên Kim Ngao Đảo, chớ có tái khởi hiểu lầm như vậy. Sáu tiên tiệt giáo bên này không nói gì, từng người ngồi ở hai bên. Thiếu nữ mặc áo vàng kia, đây là hiểu lầm sao? Tự nhiên là hiểu lầm. Lý Trường Thọ cười, vào trước khi chúng ta nói về chuyện này, không bằng báo ra danh hào của nhau. Ta là người bên trong nhân giáo, hiện nay dựa vào hải thần giáo kiếm một chút hương hỏa công đức, đạo hiệu là Trường Canh. Hả? Hóa ra là Trường Canh đạo hữu. Một người chắp tay chào theo thói quen, lại bị thiếu nữ áo vàng kia trừng mắt liếc, chỉ có thể hậm hực gật đầu. Sáu tiên tiến hành giới thiệu, thiếu nữ có áo vàng kia dù chưa mở miệng, lại có người bên cạnh nói thay nàng. Vị này là một trong thập thiêm quân trên Kim Ngao Đảo chúng ta, danh hào Kim Quang Thánh Mẫu. Kim Quang Thánh Mẫu chính là thiếu nữ có chút ngang ngược này. Lý Trường Thọ thở dài trong đáy lòng. Tại sao khổ chủ trong đại kiếp phong thần lại chạy tới chính thần thiên đình tương lai như hắn tìm chứ? Kim Quang Thánh Mẫu chính là một trong thập thiêm quân, là nghĩa muội của Tần Hoài, Tần Thiên Quân, cũng không phải là vị Kim Linh Thánh Mẫu trong thần thông cường hãn, một trong tứ đại đệ tử trong môn phái kia. Lý Trường Thọ đối với vị Kim Quang Thánh Mẫu này, ấn tượng cũng được tính là tương đối khắc sâu. Nàng ở bên trong đại kiếp phong thần có kết cục thê thảm, đi theo 9 vị thập thiên quân khác bày ra thập tuyệt trận, trở thành vật làm nền cho thập nhị kim tiên diễn giáo. Bị sát thủ Thánh Mẫu, Quảng Thanh Tử dùng phiên thiên ấn đập vào đỉnh đầu, hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiệt giáo làm sao đều thích tự xưng là Thánh Mẫu, Thánh Mẫu, Thánh Nương, giản dị như vậy. Hơn nữa, Lý Trường Thọ cười nói, hóa ra là Kim Quang tiền bối, thật kính, thật kính. Chỉ lấy hai chữ Kim Quang quả thực không phù hợp với hình tượng một thiếu nữ tinh tế và tao nhã như nàng. Thiếu nữ mặc váy vàng này cũng chính là Kim Quang Thánh Mẫu, cong khóe miệng lên. Chớ có cho rằng là nhận biết chúng cao nhân của tiệt giáo chúng ta liền có thể tính toán công minh sư huynh của chúng ta. Ngươi hãy nói chính sự đi, ta sẽ lắng nghe. Nếu ngươi dám nói nửa câu lừa dối, ngày hôm nay ta nhất định phá hủy miếu hải thần này của ngươi. Được. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, bắt đầu phần hồi sự của nghệ thuật ngôn ngữ cổ điển ngày hôm nay. Lý Trường Thọ mở miệng, các vị và công minh tiền bối có được tính là quen thân không? Năm người khác đều tịt ngòi, chỉ có Kim Quang Thánh Mẫu lạnh nhạt. Tự nhiên là quen thân, ta và công minh sư huynh ta tương giao với nhau trong một nguyên hội. Lúc ta vừa mới vào Kim Ngao Đảo, liền được sư huynh chiếu cố đủ kiểu. Vậy thì các vị lại làm như thế nào để tự chứng minh thân phận tiên nhân tiệt giáo? Lý Trường Thọ lập tức bổ sung. Mấy vị chưa hiểu lầm, sự tình ta muốn nói chính là bí mật của công minh đạo hữu. Nếu các vị không ngại thì dùng danh hào bản thân lập ra lời thề đại đạo. Chỉ cần có thể chứng minh mình là tiên nhân tiệt giáo, ta sẽ nói với các vị tất cả những gì ta có thể nói. Lập thì lập, chả lẽ còn sợ ngươi? Kim Quang Thánh Mẫu ngược lại là đứng dậy trước, hai tay lập ra lời thề đại đạo, nói chính mình nếu không phải Kim Quang Thánh Mẫu của thập thiên quân Kim Ngao Đảo, nguyện tự chịu tử tiêu thần lôi. Mấy người khác nhao nhao bắt chước đều tự chứng minh thân phận tiên nhân tiệt giáo của mình. Đầu bọn hắn lập xong lời thề, Lý Trường Thọ chậm rãi mở miệng. Các vị cảm thấy công minh tiền bối là ngu dốt hay cơ trí? Tự nhiên là cơ trí. Kim Quang Thánh Mẫu lập tức nói. Người đang nói chuyện gì thế? Công minh sư huynh Nghĩa Bạc Vân Thiên, ai mà không biết, hắn chiếu cố đủ kiểu với chúng ta, còn là một người rất thông minh. Đã vậy vì sao lại cảm thấy ta có thể tính toán công minh tiền bối? Lý Trường Thọ hỏi ngược một câu. Kim Quang Thánh Mẫu nháy mắt mấy cái, cảm thấy lời nói này đúng là rất có đạo lý. Nếu các vị đã hỏi, ta đây liền sẽ nói chi tiết vụ việc đó một chút. Lý Trường Thọ thở dài lập tức bắt đầu chia sẻ tiểu cố sự đã trải qua xử lý của chính mình. Từ khi công minh tiền bối mới quen biết hải thần, lại đến ân ân oán oán giữa công minh tiền bối cùng với Tây Phương Giáo,
lại nói đến sự tình chính mình trước đây từng vì khuyên Tông Minh tiền bối không tiếc đi tới Tam Tiên Đảo mời Vân Tiêu tiên tử ra tay. Vào lúc đêm khuya, mặt mũi sáu người tiệt giáo tràn đầy áy náy, cưỡi mây mà lên từ học viện của Hải Thần Giáo. Trước khi đi, Kim Quang Thánh Mẫu ban đầu có chút ngang ngược, càng là ngậm miệng liên tục vái chào đối với Lý Trường Thọ, trong miệng không ngừng nói: "À, là ta trước đó trách lầm Trường Canh Đạo Hữu, suýt nữa đã trúng tính toán của kẻ xấu, còn xin Trường Canh Đạo Hữu tha thứ. Nếu là bởi vì chúng ta làm hỏng cơ duyên của Công Minh sư huynh, thật là không biết ai." Trường Canh Đạo Hữu có chút lễ vật thể hiện sự tôn trọng, còn xin tiếp tục bày mưu tính kế cho Công Minh sư huynh của chúng ta. Lý Trường Thọ thì là mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn họ rời khỏi nơi này trên một đám mây mà không hề nhận lễ vật từ sáu người. Đợi Kim Quang Thánh Mẫu bay xa, Lý Trường Thọ mới thở phào nhẹ nhõm. Từ biểu hiện của Kim Quang Thánh Mẫu hôm nay mà nói, đây cũng là một vị tiểu mê muội Triệu đại gia. Cảnh giới kim tiên, hơn nữa còn là cái chủng loại trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, cũng không dám nói ra tâm ý này. Triệu Công Minh tiền bối hẳn là không có hứng thú với sự tình đạo lữ, Kim Quang Thánh Mẫu cũng chỉ có thể để phần ngưỡng mộ này ở trong lòng. Lý Trường Thọ cẩn thận hồi tưởng đến chuyện xưa của chính mình nói tới trước đây, kỳ thực cũng không lừa bịp, chỉ là có chút một bộ phận đã được xử lý mơ hồ, không có bại lộ nửa phần tính toán quan hệ đến Long tộc. Cũng không biết sao sau này có tên nhân tiệt giáo đến hỏi tội hay không. Nếu cứ liên tục đến phiền nhiễu, thật sự cũng liên lụy quá nhiều tinh lực của ta. Lý Trường Thọ thở phào một tiếng, khẽ thở dài, vừa muốn thi triển độn thổ bỏ chạy, thình lình nghe phía sau truyền tới một giọng nói ôn nhu quen thuộc. "Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không có ý định xoay người lại nhìn xem sao?" Có sao nói vậy, Lý Trường Thọ tự nhiên có thể nghe ra giọng nói này là ai. Hơn nữa nhìn thấy đối phương, trong đáy lòng cũng hơi có chút vui vẻ. Người này sắp xuất quỷ nhập thần, ở dưới tình huống tiên thức của chính mình không có chút phát giác nào đột nhiên mở miệng nói một tông như thế. Trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, lông tóc bản thể Lý Trường Thọ dựng đứng, suýt nữa liền tự hủy cổ đạo nhân giấy kia. Côn trùng kêu vang trong đêm thu, ánh trăng làm bạn với cỏ cây. Lúc đêm khuya, bên trong hành lang hậu viện miếu Hải Thần, Lý Trường Thọ mượn nhờ đạo nhân giấy lão thần tiên ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, như là tiên tử đi ra từ trong tranh vẽ của chính mình, trong lòng cảm thấy may mắn. Đúng là rất may mắn. Lúc chính mình lừa dối, dùng ngôn ngữ thuyết phục đám người Kim Quang Thánh Mẫu, chỉ là thay đổi một chút lý do thoái thác, vẫn chưa bóp méo sự thực. Không thì lúc này ở trước mặt vị tiên tử này thật không dễ giải thích. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ càng nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc mà hắn đã xây dựng trước đây. Nam nhân mà, chú trọng ở sự kiên trì. Muốn hỏi vị tiên tử này là ai? Có thể vào thời điểm này, bởi vì sự tình Triệu Công Minh mà tìm tới, còn có thể làm cho tâm cảnh của Lý Trường Thọ nổi lên một chút gợn sóng, trừ Vân Tiêu nương nương mà Triệu đại gia cũng có chút sợ hãi, đại khái là không còn ai khác. Lý Trường Thọ cười, tiên tử đến thăm vào đêm khuya, không biết có chuyện gì cần làm. Ta đến vì sự tình của đại ca. Vân Tiêu ôn nhu nói, nhưng chỉ mới nói nửa câu, liền dừng lại. Nàng khoác áo bào trắng phía sau, chiếc váy dài trên người giống như sợi mây dệt thành, có một loại cảm giác mềm mại ôn nhu. Mỗi khi nàng bước đi, dưới chân giống như đều có hai đoàn mây trắng nhàn nhạt đi theo. Mặc dù đang đi lại trong thế tục, nhưng lại không nhiễm bụi trần. Nhưng mà Lý Trường Thọ lại không có lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp gần ngay trước mắt như vậy. Ý nghĩ nhanh chóng quay ngược trở lại trong đáy lòng, cẩn thận phân tích. Vị tiên tử này tới hỏi tội. Không phải, Triệu đại gia nhiều nhất chỉ nói cản cao thủ Tây Phương giáo, rất không có khả năng nói cho Vân Tiêu là cản thế nào. Trong chớp mắt Lý Trường Thọ liền có phương pháp ứng đối, cười nói. Công Minh tiền bối có khỏe không? Đại ca, tất nhiên là khỏe mạnh. Liền nghe Vân Tiêu nói. Ta đã nghe đại ca nói, bởi vì vào thời điểm đạo hữu thuyết phục Hoàng Long sư huynh tương trợ Long tộc, đại ca cảm thấy mình cũng nên ra tay, liền xuất thủ tương trợ, chủ động tạo ra nhân quả,
Đạo hữu, ta tới đây chỉ muốn hỏi, lúc đó ngươi là cố ý hay vô ý? Vô ý. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, việc này thật sự chỉ là trùng hợp. Sự tình hôm đó có tiền căn, Hoàng Long tiền bối bị người mưu hại, Công Minh tiền bối ra tay cứu giúp, lại để cho Hoàng Long chân nhân gọi ta đi qua. Lập tức Lý Trường Thọ giản lược tóm tắt lại một lần sự tình phải ăn vạ tại Nam Hải. Đối với một người mạnh như Vân Tiêu, Huyền Đô Đại Pháp Sư, kịch bản tốt nhất chính là không có kịch bản, kiên trì sách lược dùng thực lực đổi cơ duyên, cũng đặt mình vào đúng vị trí. Sau khi Vân Tiêu nghe xong, bèn khẽ rên một tiếng không khỏi thở dài, lo lắng nói. Hey, đại ca hiện tại đã mất đi tính cẩn trọng tại thời đại viễn cổ kia. Bốn người huynh muội chúng ta tu hành từ viễn cổ đến nay, tu vi càng sâu, bản lĩnh càng mạnh, gây thù hằn ở trong thiên địa càng nhiều. Trong hồng hoang còn có thánh nhân, càng là có tiến gần về cảnh giới đó, càng biết đó là núi cao không thể vượt qua. Tồn tại như vậy muốn đánh giết huynh muội chúng ta vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay. Huynh trưởng dường như đã quên đi những thứ này. Lý Trường Thọ, nếu sau này ngươi luôn có thể nhớ kỹ những đạo lý này, gặp chuyện máu nóng không trào lên não, vậy thì kết cục khẳng định sẽ không thê thảm như vậy. Tiên tử, Lý Trường Thọ, bây giờ Công Minh tiền bối có tu vi cao thâm, linh bảo cường hoành, tiệt giáo như mặt trời ban trưa, thực sự không cần lo lắng quá mức. Vân Tiêu cười khẽ ôn nhu. Đạo hữu đã có thể đưa ra diệu pháp, đoạn tây, cứu long, ứng thiên đình. Tất nhiên là có thể nhìn thấu những chuyện này. Cần gì phải dỗ dành ta như vậy? Hả? Có mấy lời tiên tử nói, ta lại nói không được. Làm đạo hữu chê cười rồi. Vừa rồi nghe đạo hữu thuyết phục Kim Quang Sư muội một phen. Đáy lòng Vân Tiêu cũng nhiều hơn mấy phần cảm khái. Vân Tiêu quay đầu nhìn chăm chú lão thần tiên ở trước mắt lại ôn nhu. Đạo hữu rõ ràng còn rất trẻ tuổi, vì sao giả bộ già nua như vậy? Lý Trường Thọ cười khổ, Vân Tiêu tiên tử quả nhiên là một người lanh lợi. Đã sắp nhìn thấu thực chất của hắn. Bộ dáng này chỉ để là thuận tiện làm việc. Lý Trường Thọ thở dài. Thanh niên thì quá sắc bén, trung niên thì có vẻ hơi âm trầm. Chỉ có bộ dáng lão giả mặt mũi hiền lành như vậy mới có thể khiến người ta tin cậy nhiều hơn mấy phần. Vân Tiêu khen, đạo hữu suy nghĩ rất chu toàn, ổn thỏa. Bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể tự bảo vệ chính mình. Lý Trường Thọ cười khẽ, cũng liếc mắt nhìn Vân Tiêu tiên tử. Hôm nay sẽ không phải. Vị Vân Tiêu nương nương này chính là nói đến chuyện tâm tình với hắn đó chứ. Lại nghe Vân Tiêu tiên tử nói, đạo hữu hẳn có thể nhìn thấy tầng tầng tai họa ngầm bên trong tiệt giáo chúng ta. Luyện khí sĩ trong giáo vàng thau lẫn lộn, có một số đạo hữu mặc dù không thể nói là phẩm hạnh không đoan chính, nhưng hồ đồ dễ bị người lợi dụng. Ngày hôm nay Kim Quang Sư muội đến tìm đạo hữu, cách ứng đối của đạo hữu đều lọt vào trong đáy mắt của ta. Thực sự có thể nói được một giọt nước cũng không lọt. Vân Tiêu nhẹ giọng nhìn Lý Trường Thọ lại nói, ta cũng không phải là cố ý bên cạnh nghe lén, chỉ là không muốn hiện thân gặp nhau cùng mấy người bọn họ tăng thêm phiền phức. Vãn bối đã rõ. Lý Trường Thọ cười, Kim Quang Thánh Mẫu lo lắng cho Công Minh tiền bối, vãn bối cũng vô cùng lý giải. Hey, đại ca như vậy thực sự làm cho ta lo lắng. Vân Tiêu chăm chú nhìn vầng trăng cô độc trên không trung kia, thanh tao nói. Hai vị muội muội của ta cũng tính là tính tình hổ nháo. Đại ca bây giờ có chút không để người khác trong mắt. Gần đây lúc ta tu hành, tâm hồn luôn có một chút không tập trung. Chỉ sợ đã là có kiếp nạn gì ứng trên người của đại ca ta. Ta có thể cấm túc hai vị muội muội tại Tam Tiên Đảo, nhưng đại ca trung quy vẫn là huynh trưởng của ta. Bây giờ y khen không dứt miệng, có một chút thưởng thức đối với ngươi, nhưng đối với ta lại có chút né tránh. Lời nói của đạo hữu có lẽ còn muốn tác dụng thuyết phục hơn so với ta. Đạo hữu có thể giúp ta chú ý được không? Chuyện này... Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút. Chú ý tự nhiên là có, biện pháp cũng có rất nhiều. Ý nghĩ tổng thể chính là đánh cho Triệu Đại Gia một trận, bình ổn tâm thái của Triệu Đại Gia. Nhưng liên lụy nhân quả quá lớn, chính mình làm như vậy cũng có một chút không được quá tự nhiên. Tốt hơn hết là tránh xa.
Nếu chờ đến khi bản thân công minh tiền bối ăn thiệt thòi, va chạm vào thiết bản cưỡng ép can thiệp là vô dụng. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ lại nói, đổi thành tiên tử bây giờ nếu như bị hai vị muội muội của chính mình thuyết giáo trong đáy lòng sẽ có cảm tưởng thế nào? Vân Tiêu ôn nhu, nếu các nàng nói có đạo lý ta tự nhiên sẽ nghe theo. Nhưng công minh tiền bối ra mặt rất mỏng. Lý Trường Thọ, ta trung quy vẫn chỉ là ván bối, không dám nhiều lời. Tiên tử có thể tìm chút biện pháp ở phương diện này. Hai. Vân Tiêu chậm rãi thở dài, đứng ở một bên hành lang. Đôi mi thanh tú nhẹ nhàng trao lại không ngừng suy tư. Cũng là một người suy nghĩ hết lòng vì nghĩa huynh của chính mình. Lý Trường Thọ đột nhiên cảm thấy có chút đồng cảm, muốn nói thêm vài câu, nhưng lại lý trí im lặng. Thứ nhất là không có lập trường thích hợp, thứ hai sẽ trêu chọc nhân quả không cần thiết. Thấy Vân Tiêu dường như có chút phiền muộn, Lý Trường Thọ liền tự tìm những đề tài khác, chủ động trò chuyện về đề tài vẽ tranh. Vân Tiêu thấy ở chỗ Lý Trường Thọ cũng không tìm được biện pháp khuyên đại ca nào, cũng chỉ có thể tạm thời để việc này dưới đáy lòng, dạo bước bên trong miếu hải thần cùng với Lý Trường Thọ nói chuyện phía một lúc. Đi dạo như vậy lại kéo dài thêm một canh giờ, đây là điều Lý Trường Thọ hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc Vân Tiêu cáo từ rời đi, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó là cảm giác bất đắc dĩ nhạt nhạt. Điều đáng quý nằm ở chỗ trọng tình nghĩa, tầng tầng hung hiểm cũng ở chỗ trọng tình nghĩa. Thật khó. Cố đạo nhân giấy Lý Trường Thọ này lắc vất trần, vận chuyển thổ độn, thân hình biến mất không thấy gì nữa tại hậu điện miếu hải thần. Một lát sau tại Tiểu Quỳnh Phong, trong mật thất dưới đan phòng. Lý Trường Thọ mở hai mắt thi triển hóa hình thuật rời khỏi nơi đây, bản thể đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Bên trong phòng bài bạc hoàng gia, pháp bảo chiếu sáng tản ra ánh sáng nhu hòa. Lý Trường Thọ vốn muốn đặt tên cho lầu của các tứ nhạc tam ốc, mời Tửu Cửu làm đại sứ hình tượng, nối lại chính là Tứ Tam Tửu Cửu. Trong phòng bài bạc Tiểu Quỳnh Phong, tiếng vui đùa vang lên. Lý Trường Thọ đi ngang qua phòng bài bạc, nghe tiếng cười bên trong cũng không đi vào quấy rầy. Dù sao thì vào lúc đêm khuya thanh vắng, một đại nam nhân như hắn tới gần ba em gái say rượu, hai vị nữ tử như hoa như ngọc cộng thêm một vị nữ tử hung thần sẽ dễ dàng phát sinh một ít cố sự tốt đẹp lại không cần thiết. Đi đến phía sau núi, nhìn một chút những linh thụ chính mình trồng kia, lại nhìn khu vực bồi dưỡng đầu tiên bị đại trận bao phủ. Chờ hắn đi dạo xong một vòng, trời đã tảng sáng, mà trời mọc lên ở phương đông, trong thiên địa nhiều hơn một phần dao động, ít đi một chút mát mẻ. Quyết định, sau này nếu chính mình có năng lực lại ở dưới tiền đề không gây ảnh hưởng xấu đến bản thân, sẽ đưa cho Triệu Đại Gia một chút chủ ý vừa phải, giúp Triệu Đại Gia tránh khỏi trận tử kiếp kia. Chỉ cần Triệu Đại Gia không có chuyện gì, Vân Tiêu Tiên Tử hẳn sẽ không đên đụy bên trong đại kiếp phòng thần. Nhưng việc này vẫn còn vô cùng xa xôi. Lý Trường Thọ bây giờ vẫn không thể xác định đại kiếp phong thần sẽ khởi động vào khi nào. Dù sao thì qua mấy chục năm nữa, hắn liền có thể sớm lên bờ, đương nhiên sẽ không bước vào vũng nước đục này. Suy nghĩ một chút việc này thật đúng là phiền toái. Bỗng nhiên, tiên thức của Lý Trường Thọ bắt được một vị đệ tử tuần tra cưỡi tiên hạc bay về hướng Tiểu Quỳnh Phong. Bên ngoài tiên môn dường như có hai người, một nam một nữ, đến tìm Tiểu Sư Tổ. Lý Trường Thọ vừa muốn đi về phía trước ngăn vị đệ tử này lại, tránh cho Sư Tổ và Phú Quý Thượng Nhân xấu hổ. Nhưng hắn còn chưa cưỡi mây, tiên thức lại bắt được kết giới nhà tranh bên hồ đột nhiên mở ra. Liền nghe một tiếng cười to phách lối truyền đến từ trong đó. Về sau Phú Quý ngươi chính là của Lâm Giang tán nhân ta. Yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm đối với ngươi. Lại nghe vong tình thượng nhân khẽ cười nói. Đúng. Hết thầy đều nghe theo phu nhân. Phu nhân. Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, cảm thấy có chút nhờn ở kẽ răng, tiếp tục dạo bước trong núi không thèm quan tâm tới. Không bao lâu vị đệ tử kia rơi vào trước nhà tranh, bẩm báo nói ở ngoài cửa, có hai người tự xưng là hảo hữu của Giang Lâm Nhi sư thúc tổ đến tìm. Giang Lâm Nhi ở trong phòng, có chút bối rối trả lời một tiếng, đi ra là vong tình thượng nhân.
Vị đệ tử kia ngoẹo đầu, sau đó vội vàng cúi đầu vái chào, trong hai mắt lóe ra ánh sáng vô cùng sắc bén. Buôn chuyện đại đạo. Vong Tình thượng nhân mặc áo dài, mở miệng. Nàng không tiện ra nghênh đón, dẫn bảng tọa đến đó. Ê, vậy thì mời tổ sư bá ngài, đệ tử bay tương đối chậm. Được. Lý Trường Thọ bí mật quan sát Vong Tình thượng nhân thêm vài lần, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Một đêm gió xuân thổi áo xanh, đại đạo của Vong Tình thượng nhân càng thêm mấy phần viên mãn. Chẳng lẽ điều hòa âm dương còn có công hiệu như vậy? Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, lập tức hiểu ra, đây là do nguyên nhân Vong Tình thượng nhân buông bỏ được sự tình tích tụ trong lòng, đạo tâm viên mãn không một hạt bụi. Loại sự tình song tu có lợi cho độ kim tiên kiếp này, Lý Trường Thọ tự nhiên là không tin. Điều này không có bên trong lý luận tiên đạo. Cùng lúc đó, tại một phương tiểu thế giới bên trong 3.000 thế giới, có khoảng cách với ngũ bộ châu không xa. Đại thiên thế giới có hàng ngàn tiểu thế giới, đều là sau khi Long Phượng đánh nát Hồng Hoang viễn cổ, do mảnh mỡ Hồng Hoang biến thành. Cái gọi là đại thiên thế giới là chỉ âm dương ngũ hành cân đối, coi như là phàm nhân cũng có thể bình yên sinh tồn, có linh khí, nguyên khí dư thừa, cộng với diện tích lãnh thổ bao la. Mà đại đa số trong ngàn tiểu thế giới, bởi vì ngũ hành không trọn vẹn, đại đạo không vẹn toàn, sẽ cấu trúc ra một ít cảnh sắc kỳ quái. Nơi này trong một tiểu thế giới chỉ có đầm lầy và đại dương mênh mông, mặt nước nhấc lên ngàn trượng sóng cả dần dần bình tĩnh. Mà dưới đáy đầm lầy một trận đại chiến vừa mới hạ màn. Một đầu giao long ba đầu, toàn thân vảy màu đen bao phủ, phủ phục bên trong nước bùn dưới đầm lầy, bị từng vệt ánh sáng hóa thành xiềng xích màu vàng trói chặt. Xung quanh đầu giao long này, ba thân hình tách khỏi mặt nước chậm rãi bay tới. Nếu như Lý Trường Thọ có thể nhìn tới nơi đây, chắc chắn sẽ phát hiện ra ba người này. Hắn đều đã từng quen biết. Người ở giữa là Lão Đạo Đưng Gù, tam đệ tử của Đại Thánh Nhân Tây Phương. Đạo vận quanh người Lão Đạo Đưng Gù này khuấy động khó bình. Hiển nhiên hắn phong ấn đầu giao long có ba đầu thực lực mạnh mẽ này cũng đã vận dụng không ít thực lực. Ở bên trái Lão Đạo Đưng Gù lại là Văn Tịnh Đạo Nhân mặc một thân váy dài màu đỏ. Ở bên phải Lão Đạo Đưng Gù thì là một đạo sĩ trẻ tuổi quanh người lơ lửng 6 lưỡi kiếm ngắn màu vàng, kim thiền. Bên trong ánh mắt của giao long ba đầu tràn đầy sự phẫn nộ, cất giấu dưới sự phẫn nộ chính là tuyệt vọng. Thầy Phương Giáo, sao các ngươi không giết ta? Nhưng mà ba đạo thân ảnh này lại cũng không nhìn hắn một lần. Lão Đạo Lưng Gù chậm rãi nói. Đầu giao vảy đen này vốn là một tướng lĩnh tiên giao binh của Long Cung Tây Hải, có uy vọng bên trong tiên giao binh. Sau này bị Long Cung đuổi đi bởi vì việc vặt, các ngươi hãy thu phục hắn, có thể mượn tay hắn xúi dục tiên giao, trọng thương Long Cung Tây Hải. Văn Tịnh Đạo Nhân bình tĩnh gật đầu. Kim Thiện bên cạnh dùng hai tay ôm quyền cười. Ánh mắt phó giáo chủ sâu xa, không phải chúng ta có thể so sánh. Ừ. Lão Đạo Lưng Gù lạnh nhạt nói, ra tay thu phục nguyên thần của hắn. Văn Tịnh Đạo Nhân liền đi về phía trước một cách tự nhiên, đầu ngón tay ấp ủ huyết quang, tự nhiên là muốn thi triển bí pháp huyết mũi. Đây chính là tuyệt chiêu sở trường của nàng. Nhưng Lão Đạo Lưng Gù kia lại nói, hiện tại Văn Tịnh ngươi đã khống chế hơi nhiều cao thủ, đầu giao long này liền để cho Kim Thiền tới đi. Văn Tịnh Đạo Nhân nhẹ nhàng nhíu mày, cũng không nói thêm gì. Kim Thiền cúi đầu đi về phía trước, liếc mắt nhìn Văn Tịnh Đạo Nhân, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Đợi Kim Thiền đi về phía trước, thân hình của giao long to lớn, Lão Đạo Lưng Gù nhìn về phía Văn Tịnh Đạo Nhân, cầm trong tay một cái kén máu to bằng ngón cái bình thản. Còn chuyện trọng yếu hơn giao cho người làm, vật này tên là tỏa thần truy hồn điệp, có thể từ lực lượng nguyên thần hóa thân, khóa chặt bản thể. Ở trong vòng 3 năm phải tìm ra bản thể của hải thần Nam Hải, âm thầm xử lý, chớ có bại lộ bản thân. Trên khóe miệng của Văn Tịnh Đạo Nhân phát họa ra một chút ý cười vũ mị, nhận lấy kén máu lập tức hạ thấp người hành lễ. Thuộc hạ nhất định sẽ không để cho phó giáo chủ thất vọng. Trên Tiểu Quỳnh Phong, trong đại trận nuôi dưỡng đậu binh, Lý Trường Thọ đang nghiên cứu kỹ thuật đậu tiên lai kiểu mới, trong đáy lòng có một tia rung động không hiểu. Hắn cẩn thận cảm ứng, chỉ cảm nhận được dường như có chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.
Tia rung động đến đột nhiên, đi cũng nhanh, còn chưa kịp cảm nhận kỹ càng rung động liền đã biến mất không thấy. Có người nào đang tính kế bản tiểu đệ tử nhân giáo? Lý Trường Thọ đặt cuốc xuống, dừng công việc đồng áng trong tay, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Rung động như vậy hẳn là tính toán có thể uy hiếp được bản thân. Chính mình hiện nay đều dựa vào đạo nhân giấy làm việc bên ngoài. Ở phương diện phòng thôi diễn này không chỉ có rất nhiều tiểu đồ vật, hiện là càng có Thái Thanh, thánh nhân lão gia ra tay che đậy thiên cơ cho mình. Hẳn là trong môn phái có người muốn nhắm vào chính mình. Chuyện này cũng rất không có khả năng. Trong môn phái hiện tại đại khái mà nói cũng không ai có thể trực tiếp uy hiếp hắn. Tự trảm đạo cảnh cũng không phải là chém chơi, kim tiên bình thường trước mặt hắn đã không có uy áp. Hơn nữa hắn vẫn luôn giám sát môn phái, phàm là chân tiên thiên tiên có khả năng sinh ra xung đột với mình, trên cơ bản đều nắm trong phạm vi khảo sát định kỳ ngày thường của hắn. Linh giác của luyện khí sĩ nhắc nhở trong đáy lòng rung động, tóm lại là không có lửa thì làm sao có khói. Lúc này Lý Trường Thọ đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này, nhanh chóng kiểm tra các nơi đại trận, liền thu hồi tâm thần trở về bản thể, vần về ngón tay trái bắt đầu tính toán cẩn thận. Chỉ trong mấy hơi thở, hắn liền có thể có kết quả, rất thẳng thắn từ bỏ hành vi hoàn toàn không ý nghĩa này, lấy ra giấy bút bắt đầu phân tích từng chút một. Không có cách nào, môn thần thông suy tính này tương quan cùng với tuổi tác, tu vi cảnh giới bản thân cùng với khoảng cách thiên đạo, kỳ thực chính là thăm dò thiên cơ. Làm cho Lý Trường Thọ trở tay không kịp chính là rung động này rất nhanh liền xuất hiện lần nữa, nhưng sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Lý Trường Thọ nghênh đón linh giác run rẩy lần thứ ba. Cái quái gì thế? Chẳng lẽ tên gia hỏa có thể uy hiếp đến chính mình này còn đang do dự không quyết? Lý Trường Thọ cau mày nhìn những đường chuyện xưa chằng chịt vẽ trên trang giấy trắng, trong lòng không khỏi lẩm bẩm mấy câu. Phương thức có thể uy hiếp được bản thể của chính mình bây giờ chỉ có bốn loại. Thứ nhất, đột nhiên có đại năng đến, nhất quyết phải hủy diệt độ tiên môn. Thứ hai chính là căn cứ vào lỗ thủng đạo nhân giấy để lại tìm được bản thể của chính mình. Thứ ba, ngạo ất, người biết rõ quan hệ đệ tử độ tiên môn và Nam Hải, Hải Thần. Thứ tư tương đối hoang đường, cũng là có chút khả năng. Đó chính là thánh nhân lão gia nhà mình nhìn chính mình không vừa mắt, thổi một hơi biến hắn thành một đống tro tàn. Loại khả năng lớn nhất trong đó chính là loại thứ hai, thứ ba. Trước tiên, có thể làm phương pháp loại trừ. Lúc này, Lý Trường Thọ dùng thần niệm liên lạc với Ngao Ất. Thần niệm hai người kết cấu trong chủ tượng thần tại miếu thần An Tùy Thành, tiến vào trong mộng cảnh. Lý Trường Thọ cẩn thận đề ra nghi vấn với Ngao Ất, khiến cho nhị giáo chủ cũng đều có chút khẩn trương. Cũng may nhị giáo chủ đã chịu đựng qua đợt thẩm tra này. Lý Trường Thọ lại hỏi Ngao Ất thêm vài câu quan hệ với hướng gió dư luận tại Kim Ngao Đảo hiện tại. Theo Ngao Ất tận mắt nhìn thấy, sau khi Kim Quang Thánh Mẫu trở về Kim Ngao Đảo, tìm đến không ít bạn tốt kể về quan hệ duyên phận giữa Hải Thần Nam Hải cùng với Tiệt Giáo, giải thích rõ cũng không phải Hải Thần Nam Hải cố ý tính toán tông minh sư huynh bọn họ. Kim Quang Thánh Mẫu còn nói Hải Thần Nam Hải một vòng một lòng vì đạo môn, không dính nhân quả, vãn hồi hơn phân nửa danh tiếng Hải Thần Nam Hải cùng với Hải Thần Giáo tại Tiệt Giáo. Chặt đứt thần niệm, Lý Trường Thọ chăm chú nhìn tấm giấy trắng trước mặt này một lần nữa. Xác suất phát sinh của loại khả năng thứ ba thấp xuống hơn phần nửa. Như vậy, tình hình có khả năng phát sinh nhất, Đại Pháp Sư lỡ miệng nói ra. Đạo nhân giấy có khả năng xảy ra vấn đề. Đạo nhân giấy cũng không phải là thần thông viên mãn gì đó. Cho dù Lý Trường Thọ đã tận tâm tận lực tiến hành hoàn thiện, vẫn như cũ không khỏi để lại nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Mà những nguy hiểm tiềm ẩn này Lý Trường Thọ đã biết được ngay từ đầu. Cũng làm chút xíu đề phòng. Xem ra vẫn còn chưa đủ. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, liếc nhìn hai viên cửu chuyển kim đan kia, nhắm mắt ngưng thần, điều động đạo nhân giấy các nơi để bọn chúng có thể tiềm ẩn càng sâu hơn một chút. Không quá ổn thỏa, liền trực tiếp tự hủy. Ok, tập này dừng ở đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.